Ta đến với các lệnh tương tác cho khớp. Có thể làm việc tại khung nhìn perspective, nhưng ta chuyển khung nhìn top để dễ quan sát hơn. Đầu tiên ta vẽ một khớp gấp khúc. Dùng công cụ Polyline ở thanh toolbar hoặc nhập lệnh Polyline ở thanh command, Enter hoặc nhấp chuột phải. Ta vẽ được một đoạn khớp gấp khúc. Tiếp tục nhấp phải chuột để dùng lại lệnh vừa sử dụng, lệnh Polyline. Vẽ một đoạn thẳng cắt qua đoạn khớp. Nhập lệnh Split, Enter. Thanh command sẽ hiển thị các bước hướng dẫn ta sử dụng công cụ. Chọn đối tượng bị cắt, ta chọn đoạn khớp, nhấp phải chuột. Sau đó chọn đối tượng dùng để cắt, ta chọn đoạn thẳng, nhấp chuột phải. Và đoạn khớp tách thành hai phần. Muốn hợp chúng trở lại, ta giữ Shift và chọn hai phần khớp. Sau đó nhập lệnh Join, Enter. Lúc này trên đoạn khớp có thêm một điểm tại vị trí vừa Split. Tương tự với lệnh Split, lệnh Chim cũng cắt đoạn khớp, nhưng hệ thống sẽ xóa phần ta chọn cắt. Nhập lệnh Chim, Enter. Chú ý thao tác của lệnh Chim ngược với lệnh Split. Chọn đối tượng dùng để cắt trước, ta chọn đoạn thẳng, nhấp chuột phải. Sau đó chọn phần khớp muốn xóa, ta chọn phần trên, nhấp chuột phải. Và phần trên đoạn khớp được xóa. Ngược với lệnh Join, ta đến với lệnh Xlot. Chọn phần khớp bên dưới và nhập lệnh Xlot, Enter. Và đoạn khớp tách thành 3 phần. Ta lại dùng lệnh Join để hợp chúng trở lại, Enter. Chuyển về 4 khung nhìn cơ bản. Chọn đoạn khớp và nhập X chút khớp, Enter. Ta dựng được một đối tượng 3 chiều bao gồm các mặt phẳng từ đoạn khớp. Chọn đối tượng và nhập lệnh Xlot, Enter. Và đối tượng tách thành 3 mặt phẳng riêng. Lệnh Xlot vừa nhập không tương tác lên đoạn khớp. Tiếp theo, ta đến cách tạo khối từ khớp. Khối chỉ được dựng từ một khớp kín, chọn Polyline và vẽ một khớp kín. Chọn đoạn khớp, nhập lệnh X chút khớp, Enter. Đối tượng được tạo ra nhưng vẫn chưa là một khối. Xóa đối tượng, ta chọn lại đoạn khớp và nhập lệnh X chút khớp, Enter. Đến Option Solid, tại thanh Command, chọn Z. Ta vừa dựng một khối từ một đoạn khớp kín. Hết bài 4. Eduardo.